Mã số phải nhớ nha. Mã số 7 của mình không nhớ. Nhớ mã số mới được. Ủa Lê rồi. Lê chị Lập. Quên cái file sửa mới á. Công ty mình được nhiêu? 150 người. 117 người. Tính hết nha. Sắp xếp mấy cái này chốt chốt số rồi kia ba rưỡi hả mạnh mệt lắm chú nhức đầu sao chú đi dạy không mà tình gần tới cái nhà mà tổng điểm một kỳ một một kỳ hai khùng luôn nhức đầu lắm chưa phải được điện thoại mà có tính máy tính phép tính trong máy luôn đâu có đâu chỉ của cái máy tính điện thoại của bắp không điện thoại của bắp cũng có nhưng mà nó không nó cái số nó nhỏ quá nhìn nó khó lắm mới mua cái máy tính lớn về xong cái cũng nhỏ nữa cuốc cái bàn kia rồi tổng từ lên kia hại số đó rồi kia bấm nó có chữ ít nè bấm chưa được ha rồi bấm chưa được rồi chú dạy gì đó cấp 2 phải không mấy gót luôn hả nó 12 lớp 6 chú dạy 6 lớp 6 nha 6 lớp kia là một thằng kia dạy đó rồi nó 8 lớp 7 thằng 4 bốn nữa rồi 10 cái lớp chứ 8 chia cũng hai thằng cũng trường hai giáo viên chia ra hai thằng rồi cấp 9 là 8 lớp nữa cũng chia sau thì sau tổng khùng nực nổi quá thằng em con một cô của chú á nó mang tủ này coi cho cái chỗ đây cái chuyện có mẫu xẻ nha cái nó ông nội người ta là thứ gì cái mẫu xẻ thì ta nói cái thơ vậy đó mà không biết có hay không nha phẩm rồi cái cám bệnh bác sĩ đoàn mổ á chứ đừng buộc làm sao đó không biết nữa rồi cái làm sao đó không có quay qua thâu giường mẫu xẻ trước nha ha 20 mấy triệu không tin nhiều cũng phải tin biết cái đó ông nội cái mỏ ông nè tao ai biết à tao không biết không nói tao nói không biết mỗi vậy đó camera rồi không đây không có camera mà camera nó ngoài dắt mà chỉ là chỉ ra ngoài đường á giữa đây nè thấy không đó nó chỉ ra ngoài đường đó nó chỉ cũng chỉ ra đường nữa rồi ở trong 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 xưởng trong chỗ cái lên má đóng cũng chỉa ra ngoài này nữa cái xéo ra ngoài ôi vậy tao gửi cái đó là mày tự nhập vô file của mày hả hay sao cái thầy Vũ à ở đâu có nhập đâu bây giờ gửi nha tao có đó tao gửi trong pin mà gửi tí nha chứ chạy chứ lên cái miếng giấy chú dạ. Lót ra dạ. Gửi trong pin coi mà rồi sáng dạ. Bữa nay chưa gửi nữa đó dạ. Với gì ta à cái gì vậy? Vũ ơi Vũ nó có coi mẹ bà Dúng cái bà này ba hay ba cũng hay nghĩ lắm nè à. Bà Dúng gì nè những chị Dúng Dúng cái chỗ cái bên hàng này cũng nhanh ghê ha bên Hương Thịnh nè những gì mấy người rồi bữa nay có hẹn người không bữa nay nè bữa nay nó 16 người đó wow có 2 ngày thôi mà quốc lên thấy không 3 ngày chứ ngày đầu vô tổng bao nhiêu rồi tổng hết là 37 nè mà bữa nay nó nghỉ 3 người bên bên Tâm Đức nè nó nghỉ hoài bên đó nó nghỉ riết luôn á bên Hân Thịnh là một mình đó là 16 người hả ờ ừ, là nó sắp đuổi kịp bên đây rồi đó bên đó số người vậy là hôm qua nhưng mà tao dẫn cái đó tiễn tiếp đúng không tổng bao nhiêu chưa mày tổng lại coi bao nhiêu rồi nó là mày là tổng hai bên luôn thì nè tổng là 37 28 người nữa 37 mà ngày bữa nay cho hai đứa kia nghỉ là còn 35 à 35 20 người thêm 10 người đúng không vậy mày nhắn với nó hay mình nhắn với bên thằng Hương Thịnh đi kêu nó tuyển 10 người nữa Tâm Đức nó không có người nữa tao không có kêu nó nữa nó có nó cũng muốn được rồi thấy mình kêu bên Hương Thịnh rồi thấy cách nói chuyện nó thấy ghét không
Không thì giờ nó không muốn cạnh tranh thì kệ nó chứ giờ sao, chứ rồi đi làm mà người ta cần người mình phải đưa vô chứ, không đưa thì người khác đưa thôi, chứ cái đó là bình thường thôi chứ đâu mà ghét. Trời ơi. Sao đôi giày nó bự mà sao nó mang thấy nó cực dữ vậy trời. Mang vớ giày á chứ gì. Mua vớ vớ gì quên rồi. Dạ hả? Ừ.